Thưa quý vị thân mến, thì hôm nay Long tiếp tục quay và gửi đến quý vị một số tác phẩm. Thì trước mắt quý vị đây là một tác phẩm cây sâm hương. Cây này thì già cỗi lắm rồi. Nhưng quý vị nhìn thoáng qua cũng nhìn tổng quan được phần bóng của tác phẩm cây sâm hương này. Cây này lớn nhiều quý vị. Cây này già. Đối với cái dòng sâm hương thì bây giờ nó cũng khan hiếm rồi đó quý vị. Và những cái tác phẩm cổ thụ như thế này thì nó càng hiểm hơn, cây này lớn và già lắm quý vị nhé. Thì để Long quay chi tiết về tác phẩm này cho quý vị và con cô bác mình được ngắm nhìn kỹ. Đây, ở cái góc nhìn này chúng ta có thể nhìn tổng quan về cái tán, cái bộ bóng tay bóng tàng của tác phẩm. Đây là một đường co lắc cũng khá là yêu nghề quý vị. Long bỏ rất thuộc so sánh cái độ to lớn của tác phẩm. Thì Long đo ngay cái đường huần, ngay cái eo ở đấy quý vị là 55. Đây Long mới đo xong. Đường huần ở đây là 55 quý vị nhé. Còn tổng chiều cao là 45. Phún tàng là 80 quý vị. Phún tàng tác phẩm này là 80. Một tác phẩm cây sâm hương phải nói là rất là đặc biệt và già cỗi. Phần dập ngọn cũng được làm rất điều nghệ. Bóng cây rất là mình quý vị nhé. Đây phần dập ngọn. Có lắc uyển chuyển. Cây rất là già cây quý vị. Một tác phẩm sâm hương. Thì để Long quay về cái mặt thân đế cho quý vị và con cô bác mình xem về cái mặt sau của nó. Mặt sau cũng rất đẹp, đế cũng rất là đẹp quý vị. Cái dòng sâm hương thì khi mà chúng ta đặt tay vuốt nhẹ vào cái lá thì có thể được ngửi được cái mùi hương thơm. Còn ở sát như thế này thì chúng ta cũng không ngửi được mùi quý vị nhé. Đây, cột cần, đường có lắc. Cái này già cây lắm rồi. Để lòng đó cái đường, cái này cũng rơi vào hai mấy quý vị này. Ở ngay cái chi số 1 này cũng rơi vào hai mấy. Mặt phía sau rất liên lạc. Vết thẹo này thì bỏ lại hết hoàn toàn rồi quý vị nhé. Cái vết cắt này nó đã bỏ lại hết hoàn toàn rồi quý vị nhé. Phần dập ngọn rất là sắc sảo. Bóng tay bóng tàng thì phần từng lớp rõ ràng. Già cây. Để liên lạc. Để liên lạc hoàn toàn quý vị. Cái đường thân của nó. Cái này thì không thể chế vào đâu được nữa rồi. Để xíu nữa Long đo cái chi số 1 xem nó như thế nào. Coi chi số 1 nó rơi vào bao nhiêu quý vị nhé. Nhưng mà thực sự là chi cũng rất là lớn đâu vậy. Cái này nhìn tổng quan quá duyên dáng, quá già cổ. Không thể chịu được. Để Long đo ngay cái cổ éo này quý vị. Đây là cái đường có lắc quý vị nhé. Quay cho kỹ. Đây là đường có lắc của chi số 1. Rất là điều nghề luôn. Cái chi số 1 này nó đúng rơi vào đúng 20 quý vị ạ. Chi số 1 này, đường huần của chi số 1 rơi vào đúng 20 luôn quý vị. Thì Long cũng bảo giá lớp tác phẩm này, bảo giá tác phẩm này. Thì một tác phẩm cây sâm hương rất là lớn. Đường huần là 55, tổng chiều cao là 45 và tổng phun tàng là 80 quý vị nhé. Tác phẩm này có giá là 28 triệu. Thì nếu như quý vị mình am hiểu về dòng cây sâm hương mà có một cái gốc nó lớn như thế này và được cắt giật rất là nhiều lần để tạo nên một tác phẩm bonsai cây sâm hương cân đối và là nó mỹ mãn như thế này thì nó trải qua hàng chục năm luôn quý vị. Cây này thì cũng vô tình mua lại của người chơi, chứ còn mà nếu như mà thực sự mà đi các nhà vườn thì bây giờ tìm những cây như thế này thì không tìm được đâu quý vị nhé. Tác phẩm này là có giá là 28 triệu quý vị. Quá xuất sắc, một tác phẩm cây sâm hương rất là lớn. Cái này một vài ngày thôi, khoảng một tuần nữa thì cái bộ giám chi này nó mọc ra nữa thì nhìn cây phê hơn nhiều. Sâm hương thì nó rất là lực, rất là mạnh đó quý vị.
cái này già cỗi, bám phủ rêu phong luôn rồi. Thì như vậy tác phẩm này, tác phẩm số 1 là một cây sâm hương. Cái già cỗi được cắt giật tạo dáng bonsai rất đẹp và uyển chuyển. Tay vòng tàng duyên, còn giá là 28 triệu quý vị nhé. Và bây giờ Long sẽ đưa quý vị đến tác phẩm số 2, cũng là một tác phẩm cây sâm hương rất là đẹp quý vị. Mời quý vị và con cô bác mình cùng đón nhận tác phẩm thứ 2. Vâng, và đây là tác phẩm số 2 thưa quý vị. Tác phẩm số 2 cũng là cây sâm hương. Cây này thì bột tàn của nó nhìn rất là mịn, mình có đều quý vị, phân rất ngon vậy, được phân bổ rất là đều. Cái này thì chúng ta chơi cái này một vài bữa nữa thì có thể bỏ kẽm vào được luôn quý vị. Bông tay bông tàng duyên mình và đều quý vị, một tác phẩm cây sâm hương. Cái này á là lóng đó ở cái đường huỳnh ở ngay đấy quý vị, là 42. Đường huỳnh ngay của eo này là 42 quý vị. Tổng chiều cao thì nó rơi vào 30 thôi quý vị nhé, tổng chiều cao có 30 thôi. Phun tàng là 75, phun tàng 75 thì lóng cũng vừa đo xong, bảo giá thông số chính xác cho quý vị và con cô bác mình có thể đánh giá kỹ về cây. Tác phẩm cây sâm hương như điều đặc biệt thì cái bộ bông tai bông tàng quý vị rất là mình và dày, mình và dày cực kỳ, được phân bổ đều. Chi số 1 cũng rất là lớn, chi số 1 nó cũng rơi vào 17 cm quý vị. Đấy, quý vị cũng cảm nhận được sự mịn màng của bộ bông tai bông tàng, phân từng lớp rất là rõ ràng quý vị. Để lóng quay một vòng cho quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn kỹ mặt sau của nó. Đây, để phía sau cũng rất đẹp nha quý vị. Cái này thì mặt để đẹp, cây liên lạc rồi. Đấy, quý vị có thể cảm nhận được bộ bông tai bông tàng rất là mịn nhỉ, mịn và phân bổ đều. Quá xuất sắc cho một tác phẩm cây sâm hương. Cây này cũng lớn đấy vì cái đường vân của nó 42 là cũng khá lớn đó. Tổng chiều cao 30 và phun tàng là 75, cây cũng rất là cân đối. Cây này thì nhìn tổng quan về bộ bông tai bông tàng nó duyên dáng hơn nhiều. Đường có lắc của phần lắc ngọn cũng rất là điều nghệ. Thì Long cũng báo giá luôn nha quý vị, là tác phẩm số 2 này là một tác phẩm cây sâm hương, có giá là 15 triệu quý vị nhé. Một tác phẩm cây sâm hương quá tuyệt vời. Bây giờ cái dòng sâm hương nó cũng bắt đầu khan hiếm cạn kiệt rồi đó quý vị. Thì còn sót lại một vài cây thì Long cũng chia sẻ để quý vị và con cô bác mình giao lưu. Với cái giá cả thì nó cũng phù hợp so với giá thị trường. Tay bông tàng cực kỳ duyên, cực kỳ là mình, cây đang cho đâm lọc rất là nhiều, dài quý vị có thể cảm nhận được, rất là dài quý vị, dài và mình chạy đều. Thì một tác phẩm này có giá là 15 triệu quý vị nhé. Xoay lại phần mặt tiền cho quý vị và các bác mình ngắm nhìn kỹ hơn. Đấy, chúng ta có thể nhìn tổng quan về phần mặt tiền của nó. Quá xuất sắc một tác phẩm cây sâm hương. Rồi thì không để quý vị và con cô bác mình đợi lâu, Long tiếp tục giới thiệu quý vị đến quý vị một tác phẩm cây mai chiếu thủy. Cây mini thôi. Bây giờ cái dòng sâm hương này cũng khan hiếm. Và cái dòng mini á quý vị, cái dòng mai chiếu thủy dòng mini. Các cái cây mini thì hiện tại bây giờ cái nguồn đầu vào á gần như các nhà vườn là không có nữa quý vị ạ. Nên là cái mini theo Long dự đoán thì sắp tới cái dòng cái mini nó sẽ lên giá quý vị. Tại vì bây giờ cái nguồn cây đẹp thì không còn nữa. Người chơi thì bây giờ người ta cũng chuộng chơi cây mini nhiều. Nên là
khả năng sắp tới về cái dòng cây mini thì nó sẽ khan hiếm và cái giá cả thì nó sẽ cao hơn đó quý vị. Nên là quý vị bà con cô bác mình nếu như mà ai mà có cái ý định chơi cây thì chúng ta có thể sở hữu trong cái khoảng thời gian này, trong cái mùa dịch bệnh thì nó có thể là chia sẻ với cái giá nó ưu ái, nó yêu thương hơn. Còn sau mùa dịch bệnh có khả năng cái cây mini nó sẽ tăng giá rất là nhiều đó. Theo Long đi rất là nhiều nhà vườn thì hiện tại tất cả nhà vườn về cái cây mini thì nó đã hiếm, gần như là người chơi người ta đã lựa chọn những cái đẹp hết rồi. Còn sót lại một vài cây thì Long sẽ cố gắng tìm tòi, và là quý vị mình ai mà có cái nhu cầu chơi thì mình nên mua trong thời gian này quý vị nhé. Rồi sau đây Long sẽ đưa quý vị đến tác phẩm thứ ba là một cây mai châu thủy quý vị. Vâng, và đây là tác phẩm thứ ba ở clip này thưa quý vị, là một tác phẩm cái mai châu thủy dạng bonsai mini lung lực. Cái này thì cái cột của nó khá lớn quý vị nhé, cột ở đây là 30 quý vị này, cây khá lớn. Thứ hai nữa thì cái bồ đề, cái này bồ đề chạy bẹt đẹp, cực kỳ đẹp. Cái này thì đang nuôi nên để chậu lớn, nhưng cái này để chậu nhỏ sang chậu thì nó còn đẹp phê pha hơn nhiều quý vị. Để cái này đẹp, cực kỳ đẹp. Quay vòng cho quý vị và con của mình xem. Này. Đây một thiếu một chút xíu này thì chắc mấy bữa nó không bù lại được, không sao. Cái này là cái tương lai quý vị. Kinh khủng tác phẩm này. Cột bự. Cột là 30, tổng chiều cao là 22 quý vị. Tổng chiều cao 22. Phun tàng là này, đó phun tàng là bao nhiêu nhỉ? 48. Phun tàng là 48 thưa quý vị. Tổng chiều cao 22. Huân ở của éo này là 30 tròn luôn quý vị. Hơn 30 nhưng mà Long tính 30 thôi. Để đẹp, cực kỳ đẹp. Một tác phẩm này thì giao lưu với giá là 14 triệu quý vị. Đây là cái tương lai, cái này thì nếu như bộ giám trí nó ra đủ thì còn giá trị hơn rất là nhiều. Một tác phẩm bonsai mini thôi, gọn nhẹ. Được cái này có bộ đề đẹp. Để trải bẹt cực kỳ đẹp. Thân lắc. Thân lắc uyển chuyển. Rồi Long rất cảm ơn quý vị và con cô bác mình đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này của Long. Thì clip lần này Long giới thiệu 3 tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm cây sâm hương có giá là 28 triệu. Cái số 2 là cũng là một cây sâm hương có giá 15 triệu. Và cái số 3 này là một cây mai châu thủy bonsai mini lung lực có giá là 14 triệu quý vị nhé. Nếu quý vị mình quan tâm thì có thể liên hệ để giao lưu những tác phẩm này. Những tác phẩm cây mini như thế này thì sắp tới nó sẽ khan hiếm á, nên là quý vị và con cô bác mình nếu có ý định chơi thì có thể sở hữu những tác phẩm này để về chúng ta nuôi thêm bộ giám chi nữa thì có thể chơi được rồi quý vị. Rồi rất cảm ơn quý vị, và bây giờ Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau ạ.